Xin chào các bạn, đây là Hồng Loan Game Center. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bạn một máy rất phổ biến khác mã thông báo của chúng tôi. Trao đổi tiền tự động mua bán thẻ xu. Được rồi, hãy để tôi giới thiệu chi tiết cho bạn. Để lại từ phần trên xuống phần dưới cùng của các bộ phận. Đây là mô hình phổ biến nhất của chúng tôi. Máy trao đổi mã thông báo bạn có thể thấy. Toàn bộ thiết kế kích thước là rất phù hợp. Không quá lớn, không quá nhỏ một màu. Không gian thực sự lớn và toàn bộ thiết kế. Màu chính là trắng và đen. Nó rất đơn giản nhưng đồng thời trông rất thanh lịch và rất phù hợp với trường hợp của hầu hết mọi người. Và đây để tôi giới thiệu bạn từ trên xuống dưới của nó. Nơi đây, nó là màn hình quảng cáo. Chủ yếu là khách hàng sẽ chọn 90 inch. Đó là phổ biến nhất. Kích thước màn hình cho máy này nếu bạn thích. Kích thước màn hình lớn hơn cũng có thể đặt 21,5. Cũng có màn hình INCH nếu bạn không cần. Khuyên nhủ với bạn là màn hình ở đây, bạn cũng có thể chỉ cần biến nó thành một hình dáng và không cần sàng lọc. Màn hình này dành cho bạn chơi video tư vấn hoặc chơi những bức ảnh theo bạn yêu cầu. Đây, khu vực này hiển thị tiền được chèn và hiển thị mã thông báo, số lượng bạn có thể nhận được. Và ở đây hai mặt này chính là phần này. Nó là cho bộ nhận cuộn dây. Đây là cho người chấp nhận hóa đơn. Cái nút này là một phần rất quan trọng của máy này. Nó có thể giúp bạn cung cấp thêm mã thông báo cho khách hàng dưới dạng tiền thưởng cho mỗi. Ví dụ, nếu bạn cung cấp một mã thông báo cho $1 và nếu bạn quyết định sau khi khách hàng đưa vào 50 yên, $50, chúng tôi anh ta có thể nhận được 10 Astra tokens như một phần thưởng và sau đó anh ta đặt một 10 đô la Mỹ gấp 5 lần sau khi anh ta đặt tất cả đô la của chúng tôi anh ấy cộng với nốt này. Sau đó máy sẽ bắt đầu tính toán tiền cùng nhau và cho chúng tôi tiền thưởng đến khách hàng. Đây phần này, nó là một cái giỏ nhỏ giữ các mã thông báo. Và đây là khóa. Ở đây bạn có thể đặt một ổ khóa. Ở đây sau khi bạn mở ổ khóa và bạn nhấn vào đây và sau đó bạn xoay nó và sau đó bạn có thể mở các dấu chấm. Hãy xem bên trong cái này là chúng tôi cài đặt một bàn phím nhỏ ở đây. Bàn phím nhỏ, nó rất thuận tiện cho bạn để đặt mật khẩu và nhập sang cài đặt nền để đặt các ngôn ngữ và các cài đặt khác của điều này. Đây là một bàn phím thông minh rất tiện lợi. Thiết kế rất thông minh. Đây là USB. Này là để bạn sao chép video quảng cáo và hình ảnh để chơi. Nơi đây. Và để kiểm soát ai những người được bảo đảm kiểm soát giọng nói trống rỗng, bạn có thể sử dụng điều khiển từ xa này để làm cho nó để tạo ra tiếng nói lớn hơn hoặc nhỏ hơn hoặc nhỏ hơn. Và đây, bên trong bạn có thể thấy đường dẫn mã thông báo, xem bộ phận chấp nhận. Và ở đây và dưới cùng, nó cũng mở nó ra. Và bạn có thể thấy ở đây bạn có thể đặt tiền mặt, hộp, bắt hộp để giữ số tiền bạn nhận được. Và ở đây trên đầu, đây là một bến tàu bạn có thể mở và bạn có thể đặt mã thông báo qua đây để máy móc cho những mô hình này của chúng tôi. Sức chứa của các mã thông báo là khoảng 30% miếng mã thông báo mà máy này có thể lưu trữ. Chúng tôi cũng có mô hình mini. Sau chúng tôi có thể cho bạn thấy thông tin đăng nhập min ima của chúng tôi có thể trả tiền khoảng 20.000 miếng mã thông báo. Được rồi, về cơ bản đó là tất cả về của chúng tôi. Máy trao đổi mã thông báo đường phố, mã thông báo của chúng tôi. Máy cũng là hỗ trợ tùy chỉnh những miếng dán, chúng ta có thể giúp bạn quyết định màu sắc. Máy cũng có thể hỗ trợ các tùy chỉnh. Ngoài màu trắng và đen này, mô hình phổ biến nhất, chúng tôi cũng có nhiều các thiết kế khác của máy trao đổi mã thông báo. Chẳng hạn như công cụ này,
Hai công cụ này, màu phổ biến là màu hồng nhưng chúng tôi cũng có khác màu sắc cho bạn, cho các tùy chọn. Bạn có thể thấy toàn bộ thiết kế rất dễ thương, rất thích hợp để đặt trong các loại máy trò chơi, chẳng hạn như máy dành cho trẻ em, trung tâm trò chơi cấp tấm. Và mô hình này để tôi cho bạn xem bên trong nó về cái hộp mèo không thích. Ở đây bạn có thể đặt một ổ khóa ở đây, sau khi bạn mở ổ khóa sau đó bạn nhấn vào đây để mở cửa. Nó rất an toàn, bảo vệ thêm khóa ngoài. Ở đây mở nó, tất cả các máy cực đoan mã thông báo của chúng tôi là thiết kế tương tự với hộp khói. Bạn có thể xem cái này, có phải hộp đựng tiền bên cạnh đây không? Có vẻ như ở đây bạn cũng có thể mở bến tàu. Bạn có thể thấy ở đây bạn có thể đặt xe buýt thực tế. Hộp kiểm tra ở đây, sau khi bạn nhận được tiền xu và hóa đơn tiền đi từ đây và làm việc này, thùng tiền. Đó là toàn bộ thiết kế của cái này. Được rồi, về cơ bản đó là tất cả mã thông báo của chúng tôi trao đổi máy móc hôm nay. Và sau này chúng tôi sẽ cho bạn biết thêm chi tiết, và bạn cố gắng sử dụng những máy này mà đồng nghiệp của tôi sẽ sử dụng cỗ máy này.